mấy cái? Một cái. Một cái hả? Này 5 cái rồi thấy không? Thấy. Thấy hả? Bỏ vô bọc nữa các bạn. Bỏ vô bọc để phá cho mọi người các bạn ơi. Mày có trang à. Mày... ta lại. Rồi, đây, ai? Thế nãy con chung hóa nó ngọt dạ bao giờ? Rồi. Đây người ta lại xin, nói chung nghe lại phát là rất là vui các bạn ơi. Rồi. Đây nhà hảo tâm người ta xuất tiền cá nhân người ta gà các bạn. Nói chung ai có lòng thành thì ủng hộ anh. Ở đây là xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần các bạn. Xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần. Mừng quá. Hổ trang hà chú ơi. Miễn phí. Nè khẩu trang miễn phí. Nè lấy khẩu trang xài em. Rồi miễn phí nha. Khẩu trang miễn phí, không có lấy tiền đâu. Đã để chữ khẩu trang miễn phí mà. Bỏ vậy mình. Khẩu trang xài anh ơi. Khẩu trang này em trai. Nè khẩu trang xài. Miễn phí mà. Rồi nhớ đeo vô nha. Miễn phí. Rồi. Rồi lấy về xài miễn phí. Cho màu xám được. Thấy mặt này nha. Màu nào cũng được. Khẩu trang xài anh ơi. Miễn phí. Rồi. Khẩu trang miễn phí đi. Miễn phí. Rồi. Khẩu trang miễn phí đi. Miễn phí lấy xài nè. Miễn phí. Rồi nhớ bịch vào nha. Khẩu trang miễn phí đi. Từ từ. Rồi. Rồi tặng khẩu trang luôn. Rồi bên đây hết rồi nha. Bên kia còn. Bên kia đó kìa, bên đây. Rồi ghé bên kia. Bên đây.
khẩu trang miễn phí đi. Rồi, miễn phí luôn, đây. Mấy cái? Một cái hả? Này 5 cái thấy không? Thấy hả? Miễn phí, lấy xài em ơi. Miễn phí. Rồi. Miễn phí. Ơi, còn có 2 bịch. Cho con mấy trái cho. Đó rồi đó. Đó luôn ăn ha. Ha còn ha. Khẩu trang miễn phí đi. Lấy con, lấy trước chú đưa lấy thôi. Còn không? Đây là tấm lòng hảo tâm của cá nhân các bạn. Rồi ai có ủng hộ thì ủng hộ cho anh để mà tặng thêm các bạn ơi. Công nhân tới giờ người ta về nó phát rồi công nhân luôn các bạn ơi.